Bố con Hoài Linh ca cổ trong nhà thờ tổ 100 tỷ. Chỉ rất ít khách mời thân thiết được vào bên trong nhà thờ tổ của Hoài Linh trong ngày khánh thành hôm nay. Trưa nay ngày 11 tháng 9, Hoài Linh đã tổ chức buổi lễ khánh thành nhà thờ tổ ngành sân khấu. Anh hạn chế khách mời và chỉ có những đồng nghiệp thân thiết có thư mời mới được vào bên trong cơ ngơi này. Đây là nhà thờ tổ do Hoài Linh xây dựng với số tiền 100 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 9 năm 2014 ở phường Long Phước, quận 9. Trải qua nhiều khó khăn, Hoài Linh xuất hiện rạng rỡ hơn bao giờ hết trong ngày vui khánh thành nhà thờ tổ nghiệp. Anh diện chiếc áo dài được thiết kế riêng cầu kỳ để làm lễ. Để góp vui trong chương trình, Hoài Linh còn cùng với Hoài Lâm hát ca cổ để phục vụ các khách mời. Cả hai thể hiện một bài ca cổ với đời nghệ sĩ. Hoài Lâm cũng chia sẻ niềm hạnh phúc với bố nuôi. Trong lễ khánh thành, nam ca sĩ ôm lấy Hoài Linh xúc động khi tâm nguyện 16 năm của danh hài đã trở thành hiện thực. Được biết, vào sáng mai ngày 12 tháng 9, nhà thờ tổ này cũng sẽ chính thức được mở cửa, nhân dịp giỗ tổ nghề. Theo Hoài Linh, anh muốn xây dựng công trình đền thờ tổ nghiệp sân khấu để các nghệ sĩ có nơi cúng tổ nghề và sinh hoạt giao lưu. Hoài Linh diện chiếc áo dài thiết kế đặc biệt để hành lễ tại nhà thờ tổ. Hoài Lâm và đông đảo nghệ sĩ đến dự lễ khánh thành. Hoài Linh gầy gò ngồi tiếp chuyện với các đồng nghiệp. Hoài Lâm vui mừng trong ngày bố nuôi hoàn thành tâm nguyện. Vợ chồng nhạc sĩ Lý Quỳnh Long chụp ảnh kỷ niệm cùng Hoài Linh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!